thấp thoáng trăng thanh cành hồng, thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có đức thanh minh ra đời. Trống đất chỉ trời hương thiêng, trống đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc việc ngoài bình nhung. Bóng hoàng người hôm nay thì bóng hoàng người thân hôn khẩn đạo đăng nhang phục thờ trần kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng đi chấm động hoàng người có phép thần thông, chứng mã chứng đàn hoàng vì chứng mã chứng đàn độ cho tín chủ mọi đang thanh thông chứng rằng sở nguyện phòng tâm. Quát hoàng mười lấp liệt ngàn xưa, vung gươm lên ngựa để cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Chỉ anh hùng ra tay giữ đường, hoàng đi tới đâu thì giặc phải tan ngay. Việt Nam còn ghi chép sự này, cung cao bệ ngọc đêm ngày khói nhang.
trăm hoa đua nở mừng ngày tiệc vui, để tay tiên chuông chén rượu mời. Nhất tuần sơ sắc lên bì ngọc để các cô nâng mời, làm mời rước quan hoàng mười sơi, các cô nâng mời rước quan hoàng mười sơi. Tánh tiên giọt chén rượu đào, nhị tuần nào dâng lên bì ngọc để các cô nâng mời, là mời rước đức hoàng sơi, ô sơi rước quan hoàng sơi. Rót rượu mời tam tuần súng dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời, làm mời rước quan hoàng mười sơi, các cô nâng mời rước quan hoàng mười sơi. Cung cung tam tuần
hoa. Quốc phủ Việt Nam nước non tràn hoa, tươi cảnh xanh hoa, ấm êm muôn nhà. Bao đời qua thần dân cùng kinh lưu giữ đạo tiên, dù cho núi ngã non nghiêng, con cháu lạc hồng không thể nào quên. Bên dòng Lam thuyền nàng suối mãi, sóng xô đôi hàng xuôi về phương Nam, hái hoa nắng vàng hay về Nghệ An lễ ông quan ni hòa. Xin dừng chèo hoa làm ơn cho nhắn đây mấy lời ca hành vân. Mãi mãi đẹp hào hoa. Từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này, đường xa cách chờ nhưng đâu mang gió sương đêm ngày. Ngựa về đây đông sang bóng quý quan hoang ngất ngây, sau trước gần xa xem ai ai hiểu duyên hoàng thương. Ông ban cho thanh đồng từ nay rau ngân sáng tiên, nước danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Chân gian không còn vẫn vương mơ màng, vì thương ghế hoàng lên con hoàng giáng lâm đàn tràng. Họ quyết nay cầu mong lương kinh mang Phật tuyến kinh, quan hoàng giáng lâm chứng cho ghế ông. Ông thương cho thanh đồng họ nguyện con được tài như duyên chi, tháng năm an lành tâm thành phúc tựa vân nai. Nay ông giáng đồng như vầng hào quang tươi sáng, để tiếng ca cung đàn đón hoa vui về trần gian. Bán khước cho thanh đồng, cho tiếng ca cùng đàn, cho người trần thế con bình an, bốn phương nước non thanh bình, độ nhà nhà cháu con hiền vinh.
đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng anh bóng dương gian mới hay trong việc đạo lành ngự thì đâu có ai bằng ông. Khi ông sáng lâm dương đồng đẹp rằng người sáng như hào quang. Người ta Nam Bắc Đông Tây ban buồn trăm nghề gặp may, con trùng con miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hòa. Chứng tâm được bức tranh đẹp như quán hoàng mười, bức tranh đẹp như quán hoàng mười.
mươi. Chân dần đôi vắng nở hài, cô cả sân ông chiếu ngự, con nàng ngờ hai theo hầu. Cô ba gối dịp theo sau, đất nơ lề quê thòi, o tư tìm trầu rước ông mười. Già gương ngự soi nền cùng cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chuốc rượu màu dâng. Có bầy dâng đỏ quê hồng, còn cô nàng tám phò tà tiểu rồng rước ông mười. Nàng chín thì đẹp sắc nước nghiêng ngờ trời, tiếng yêu có thổi mà làm đầy vơi lòng hoàng. Nàng mười thỏ thẻ ánh vàng, tiếng yêu cô thổi hiền lòng hoàng nâng nâng. Đôi cô buộc lượt vài bông, mười hai các o tổ nữ hầu ra đôi bên rõ ràng, đôi bên rõ ràng. Có chiếc sập dọc lại trời chiếu ngang đi, ông nghi mười ngồi giữa hai cô tiên nàng hầu cận hai bên. Dòng bạc chảy cũng rồi làm chi, đến cuối cùng cũng chẳng đem đi, mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho ai. Trong lên có lộc dừng lại mì có tai đúng đó nè, trong lên có lộc dừng lại mì có tai, nhưng phải làm phúc để mà sống thọ hưởng lộc trời ống mười ba. Sẽ ăn mây vàng thường thiên, sẽ ăn mây vàng thủy con xích tiểu dứt bọn họ mời vô bên thủy nghệ an. Thanh ra ngồi cùng